Bằng Kiều tuổi 50, biệt thự 2.000m² tại Mỹ để mẹ trông coi, về Việt Nam cùng vợ mới, thích chơi gôn. Một trong những thú vui của Bằng Kiều là đánh gôn cùng bạn bè, đều là các doanh nhân, người trong giới nghệ thuật. Tài năng nở sớm và sự nghiệp nổi bật. Bằng Kiều sinh năm 1973 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, với mẹ là nghệ sĩ chèo Lưu Nga, cha là bác sĩ Bằng Bùi, cũng rất đam mê và có năng khiếu nghệ thuật. Anh còn có hai người anh trai được phong tặng nghệ sĩ ưu tú. Vì thế, Bằng Kiều từ nhỏ đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, thấy mẹ hát chèo tới đâu là bắt chước hát theo tới đó. Có lần bà Lưu Nga đi diễn ở Bắc Ninh, để con trai cho ông chủ nhà trông hộ, về tới nhà thì ông chủ nhà nói, con bà nó hát quan họ tay đôi với tôi luôn. Gia đình Bằng Kiều rất đông anh chị em, gia cảnh cũng không khá giả. Bà Lưu Nga vì phải lo kinh tế gia đình nên sớm giải nghệ để mở quán phở ở đường Ngô Sĩ Liên. Bằng Kiều dù còn nhỏ nhưng đã biết phụ mẹ bán phở, vì thế mà tính tình lanh lợi, ăn nói hoạt ngôn, giao tiếp tự tin, có tố chất đứng trên sân khấu. Ngay khi biết Bằng Kiều có năng khiếu ca hát, cả nhà đã dùng tiền đầu tư cho anh đi học thanh nhạc và thi vào nhạc viện, theo đuổi sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp. Nhờ đó, Bằng Kiều ngày càng phát triển tài năng. Anh là một trong những nam ca sĩ đầu tiên của nhạc nhẹ Việt Nam theo đuổi lối hát khoe giọng trên quảng cao, với âm sắc sáng mảnh đúng nghĩa tenor 1. Bằng Kiều từng tham gia các ban nhạc Chìa Khóa Vàng, Hoa Sữa, Quả Dưa Hấu rồi tách ra hoạt động solo. Ngay lập tức, Bằng Kiều gây tiếng vang lớn với ca khúc Trái Tim Bên Lề năm 2000. Liên tiếp sau đó, Bằng Kiều có nhiều bài hit và trở thành một giọng nam tiêu biểu cho xu thế nhạc trẻ thập niên 90, gắn với làn sóng xanh. Anh cùng thế hệ Mỹ Linh, Thu Phương, Hà Trần. Nam tiến thành công, phát triển pop Việt đương đại. Năm 2002, Bằng Kiều kết hôn với ca sĩ hải ngoại Tri Di Phương Trinh và sang Mỹ định cư. Tại đây, anh được Tri Di Phương Trinh định hướng lại, thay đổi sang dòng nhạc xưa, theo đuổi phong cách lịch lãm và trở thành một trong những cái tên đình đám trên sân khấu Thúy Nga Paris Binai. Sự nghiệp Bằng Kiều ngày càng thăng hoa, giúp anh đi sâu, kiếm được rất nhiều tiền. Nhờ tài năng ca hát nổi trội, Bằng Kiều được khán giả từ trong ra ngoài nước ái mộ và luôn là cái tên bán vé ăn khách bậc nhất, với giá cát xê cao ngất ngưỡng. Nhờ đó, Bằng Kiều tậu được căn biệt thự rộng 2.000m² tại Mỹ. Căn biệt thự này rộng tới mức Bằng Kiều còn lấy tên các con phố ở Hà Nội để đặt cho những con đường nhỏ bên trong vườn. Trong biệt thự, Bằng Kiều trồng nhiều loại cây bonsai đắt tiền và đầu tư hẳn một bể cá koi hàng trăm nghìn đô. Sau một thời gian chung sống, có với nhau ba mặt con, Bằng Kiều ly hôn Tri Di Phương Trinh và trở lại Việt Nam nhiều hơn để sinh sống, biểu diễn. Hiện tại, nam ca sĩ sống bên vợ mới xinh đẹp tên Mai Linh, kém anh 17 tuổi. Cả hai có một con trai vài tuổi và hiện đang chung sống hạnh phúc ở Việt Nam. Bằng Kiều để lại căn biệt thự rộng 2.000m² ở Mỹ cho mẹ trông coi và chỉ thi thoảng mới về. Thời gian này, anh chủ yếu anh ở Việt Nam cùng vợ và con trai út. Cuộc sống tại Việt Nam của Bằng Kiều rất thoải mái. Anh đi hát, chạy show và mới hoạt động lại kênh vlog của mình. Qua kênh vlog này, khán giả thấy được phần nào cuộc sống hiện tại của Bằng Kiều. Ngoài những giờ chạy show, anh tận hưởng cuộc sống bên gia đình, vợ con, đi chơi cùng bạn bè. Một trong những thú vui của Bằng Kiều là đánh gôn cùng bạn bè, đều là các doanh nhân, người trong giới nghệ thuật. Nam ca sĩ chọn nơi đánh gôn rất sang chảnh, tốn kém, như một trì dọc hạng sang. Chơi xong, anh còn chiêu bên đồ ăn, bếp lửa, tự chơi đàn, ca hát với bạn bè. Cuộc sống của Bằng Kiều được nhiều người ngưỡng mộ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.